Chào anh chị nhé. Nay em lại về chiếc Ngô Linh 211 bản nhập khẩu đến từ Hàn Quốc. Xe được trang bị đèn trước là bóng chiếu của projector rất là đẹp, cả nét ban ngày. Xe được mang biển Hà Nội các bác nhé. Xe thì em cam kết nguyên zin, keo chỉ zin, máy số zin. Nội thất của em nó thì vẫn còn rất là tươi, tích hợp phím trên vô lăng. Vô lăng rất là mới. Xe đi chủ xe đi rất là giữ gìn. Bản này thì vẫn điều hòa cơ đấy, số tự động. Bác nào thích màu đỏ thì alo cho em. Ghế da nguyên bản đấy ạ. Xe này thì chỉ có mỗi chủ xe đi thôi, không có người ngồi mấy. Đâm ra này, chất da ghế phụ rất là đẹp, zin căng đét ạ. Bản này thì được trang bị 6 túi khí các bác nhé, 6 túi khí DVD, rất là tiết kiệm. Các chi tiết còn rất là mới. Cửa zin nhé, chưa hề chạm con ốc nào. Rất là đẹp. Em đã được sản xuất 2011, nhập Hàn Quốc các bác nhé. Biển Hà Nội. Em review một vòng cho các bác xem. Hiện tại thì em nó đang có giá là 255 triệu. Các bạn, dòng xe nhập thì đi rất là bền, rất là cách âm rất là tốt. Hai chiếc các bác nhé đều là 211 cả. Một chiếc màu xám, màu xám này thì cũng mang biển Hà Nội. Chiếc màu xám này cũng mang biển Hà Nội. Đấy, ngoài hai chiếc Ngô Linh này thì em còn rất nhiều xe để cho các bác lựa chọn. Một dàn luôn ạ, toàn chân dài.